Xin chào mừng cô chú anh chị em và các bạn đã đến với kênh Quỳnh Mai TV. Xin chào cô chú anh chị em và các bạn. Hôm nay Quỳnh Mai lại đi ra ngoài vườn để ươm hạt giống nha các bạn. Thì kỳ này hôm nay Quỳnh Mai ươm hạt đậu biếc. Đây là cây trái của đậu biếc đây các bạn. Đó, cái trái của nó ốm dài dài như thế này. Khi mà năm rồi Quỳnh Mai thu hoạch được mấy trái già để làm giống, thì năm nay Quỳnh Mai đem ra để gieo. Thì các bạn nhìn thấy cái trái nguyên thủy của nó như thế này đó. Khi mà nó già rồi thì mình hái, mình bỏ vào trong bịch, nhưng mà để giữ hộp nó các bạn, tại vì cái trái đậu biếc này nó ưa nổ cái trái các bạn đó, nổ cái trái thành cong queo như thế này, rồi cái hạt văng ra mất. Nên khi mà già Quỳnh Mai phải canh nó để hái. Khi mà hái thì hai những cái trái này nó giống như là cái hai cái trái nguyên này đó các bạn. Rồi Quỳnh Mai bỏ vào trong bịch, thì tới một cái thời gian nào đó thì nó phát nổ và cái vỏ của nó cong queo lại như thế, cái hộp cũng văng ra ngoài. Nhưng mà nhờ cất vào trong một cái bịch zip lock nên Quỳnh Mai được giữ lại những cái hạt này đó các bạn, tức là hạt đậu biếc. Đây, nó nổ rồi, cái hạt của nó vẫn còn nằm ở trong cái trái như thế này, hoặc là nó nổ nó văng ra ngoài nhưng mà nó còn nằm trong cái bịch. Nên Quỳnh Mai hôm nay đem ra để gieo hạt đậu biếc nha các bạn. Thì cái hạt đậu biếc, cái dây của nó là dây leo. Khi nó ra hoa thì cái hoa của nó màu tím xanh hoặc là màu xanh đó các bạn, hơi hơi tím chứ không có màu tím rõ ràng, nhưng mà màu xanh. Khi mà mình hái nó, mình đem vào mình rửa cho sạch rồi bỏ vào trong một cái tô, mình chế nước ấm vào thì cái bông nó ra cái nước màu xanh dương như là cái bông phân này đó các bạn. Đó. Thì cái dây đậu biếc này có rất nhiều công dụng. Trước nhất là người ta dùng cái hoa của nó để người ta làm màu thực của thực phẩm các bạn. Màu thực phẩm mà là organic và không có chất hóa học, màu tự nhiên. Người ta dùng cái màu của nó để nấu bánh. Thứ nhất là đổ rau câu, thứ nhì là các bạn có thể dùng nó để nấu xôi hoặc là nấu bánh tét. Người ta cũng dùng màu nó để phân biệt, giống như là lá của lá cẩm vậy các bạn. Lá cẩm thì màu tím, thì người ta lấy màu tím đó để nấu xôi. Còn trái gốc thì người ta cũng để nấu xôi với cái màu cam. Lá tím, lá cẩm thì màu tím, còn cái lá biếc này thì là màu xanh dương các bạn, là màu thực phẩm an toàn của rau các bạn, của cây đậu biếc này an toàn thực phẩm, không có chất hóa học. Những cái màu mà người ta làm ra cho mình mua ở ngoài đó toàn là chế biến có chất hóa học, còn cái màu này là màu tự nhiên của rau cỏ nên rất là tốt luôn. Thì hôm nay Quỳnh Mai sẽ gieo hạt đậu biếc nha các bạn. Đó, thì Quỳnh Mai đã chuẩn bị ba cái khay, mỗi cái khay này thì có sáu cái khung để cho mình bỏ phân vào. Thì Quỳnh Mai luôn là dùng cái phân potting mix moisture control, cái ba màu xanh dương này để ươm hạt các bạn. Thì Quỳnh Mai đã bỏ cái phân này vào trong đây rồi.
Thì hôm nay là hạt đậu chứ không phải là hạt cải, nên mình không có xạ được, tức là mình không có rải. À, hạt đậu này thì mình phải dùng một cái cây để mình khoét lỗ, rồi mình bỏ cái hạt đó vào. Đó, thì Quỳnh Mai trong đây có 18 cái, ba cái khay này có 18 cái ô vuông để mình ươm cái hạt đậu biếc. Thì trước tiên thì Quỳnh Mai đã bỏ vào rồi, bây giờ dùng một cái cây để khoét cái lỗ như thế này để bỏ hạt xuống. Đó, thì mỗi cái khay này là có 6 cái ô vuông nhỏ, Quỳnh Mai sẽ khoét 6 cái lỗ và 3 cái thì là được 18 cái lỗ. Thì Quỳnh Mai sẽ bỏ vào 18 cái hạt đậu biếc nha các bạn. Đó. Mình cái hạt này nó lớn nên mình không có xạ gieo ở trên mặt đất được, mà mình phải khoét cái lỗ để mình bỏ nó vào và lấp đất lại các bạn. Đó, mình đã khoét 18 cái lỗ rồi. Bây giờ mỗi cái lỗ vậy thì Quỳnh Mai sẽ bỏ một cái hạt đậu biếc vào đây. Đó, mỗi lỗ một hạt thôi. Nó là đậu nên mình nghĩ là chắc 2 tuần nó mới lên các bạn. Đây, cái hạt đậu. Mình đã bỏ cái hạt đậu bi vào trong 18 cái lỗ rồi các bạn. Thì bây giờ mình dùng cái bay mình lắp lại. Đó, mình khóa lại thì cái hạt ra đậu nó nằm ở phía dưới các bạn. Đó, rồi sau đó mình sẽ tưới nước lên. Cho ngập luôn cho cái đất ở trong cái khay này nó thấm nước các bạn. Rồi nó thấm vào trong hạt đậu thì hạt đậu nó sẽ nứt mầm và mọc lên cái con. Đó, cái đất này là đất tơi xốp nên khi mình tưới nước thì nước nó thấm vào trong đất và nó chảy ra ngoài. Đó, rồi xong, Quỳnh Mai đã ươm cái hạt đậu biếc xong rồi. Thì Quỳnh Mai dùng một cái tấm ni lông trắng trong phủ lên trên và cột lại các bạn để tạo hơi ẩm cho hạt đậu dễ lên. Đó, tại vì hôm nay Quỳnh Mai hết cái nắp trắng trong rồi nên mình lấy cái miếng ni lông trong này mình đậy lên mình cột lại thì nó cũng được nha các bạn, không sao hết, nó vẫn tạo độ ẩm được. Quỳnh Mai đã tưới vào trong cái khay để ươm hạt đậu biếc xong rồi thì Quỳnh Mai lấy cái ni lông trắng trong để phủ lên trên và cột lại để cho nó tạo hơi ẩm cho cái những hạt đậu biếc nảy mầm giống như là hạt cải các bạn. Và ở trên không quên khoét một cái lỗ để cho thoáng khí đó các bạn. Thì Quỳnh Mai đã xong cái giai đoạn mà ươm hạt đậu biếc rồi. Thì
Quỳnh Mai xin chia sẻ về cái công dụng của đậu biếc cho các bạn nha. Thì cái dây đậu biếc này là lúc sau này người ta mới phát hiện, mới phát hiện ra đó và trồng để dùng lấy cái màu cho thực phẩm của mình. Thì người ta ý nghĩa của cây hoa đậu biếc còn gọi là đậu hoa tím rồi bông biếc. Cây hoa đậu biếc này hay còn gọi là đậu hoa tím là loại dây leo có hoa đẹp. Đậu biếc được dùng làm thực phẩm hay là thuốc chữa bệnh rất tốt, tên thường gọi là dây đậu biếc. Nguồn gốc của nó là ở khu vực Đông Nam Á. Hoa đậu biếc có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe, như là chống lão hóa, đẹp da, đẹp tóc, tăng cường miễn phí, tốt cho tăng cường miễn dịch, tốt cho tim mạch. Thì người ta thường trồng dây đậu biếc ở hàng rào. Cách pha nước qua đậu biếc thì mình cũng có nói lúc nãy, tức là mình có thể hái một nắm qua đậu biếc xong rồi mình đem vào rửa sạch, rồi mình pha một ly nước ấm rồi mình bỏ qua đậu biếc vào thì nó sẽ ra màu. Và cái màu đậu biếc đó mình có thể dùng trong thực phẩm như là mình nấu xôi, hoặc là nấu rau câu, hoặc là mình làm trà để uống các bạn. Bây giờ Quỳnh Mai xin chia sẻ với các bạn những công dụng của hoa đậu biếc. Trước nhất là làm đẹp da, đẹp tóc, chống lão hóa, chống béo phì, ngăn ngừa, hỗ trợ điều trị ung thư, tăng cường miễn dịch, tính kháng khuẩn, tốt cho tim mạch, hữu ích cho bệnh tiểu đường, an thần, giảm lo âu, ngừa trầm cảm. Qua đầu biết mình cũng có thể làm trà để uống để ngăn ngừa ung thư, rồi trị bệnh tiểu đường, tim mạch các bạn. Hôm nay Quỳnh Mai chia sẻ với các bạn là mình ươm hạt đậu biếc để trồng, và chia sẻ với các bạn về công dụng, tác dụng của hoa đậu biếc đối với đời sống con người. Thì hoa đậu biếc trước hết được dùng làm màu cho thực phẩm cho đẹp, để dùng trong cái công việc nấu ăn, như là mình có thể dùng cái màu của hoa đậu biếc để làm những loại thức ăn pha màu như là rau câu, hoặc là xôi, hoặc là bánh tét. Rồi hoa đậu biếc có thể làm nước uống, như là nước trà để uống. Thì công dụng của nó, mình uống nước trà thì ngăn ngừa, nước trà đậu biếc mình có thể ngăn ngừa những bệnh như là bệnh ung thư, tiểu đường, cao huyết áp. Vậy thì hôm nay, video hôm nay tới đây là xin tạm ngưng. Quỳnh Mai chúc các bạn vui khỏe, bình an, hạnh phúc. Ủng hộ Mai đăng ký, chia sẻ để Quỳnh Mai có động lực làm video khác hay hơn.
Xin cảm ơn các bạn và xin chào tạm biệt, hẹn với các bạn video kỳ sau.